7 bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về đất nước Trung Quốc. Tại sao Trung Quốc lại có nhiều thành phố ma đến như vậy? Bí ẩn về những tà thuật bùa chú chết người đáng sợ như thế nào? Và đâu là những hủ tục phong kiến xuất hiện ở Trung Quốc vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay đây? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Các bạn thân mến, nói đến Trung Quốc là chúng ta sẽ hình dung ra ngay một đất nước vô cùng rộng lớn, phồn vinh và thịnh vượng. Với bề dày lịch sử lâu đời cùng với lãnh thổ rộng lớn, phong cảnh non nước hữu tình đầy thơ mộng, Trung Quốc luôn thu hút được lượng lớn du khách khắp nơi trên thế giới đến tham quan và khám phá. Tuy nhiên thì đất nước này còn ẩn chứa vô vàn những sự thật kinh hoàng mà khiến ai cũng phải lạnh gáy khi nghe tới. Vậy thì trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Kính Lúp tìm hiểu xem những bí ẩn và những sự thật về Trung Quốc đáng sợ ra sao nhé. Đầu tiên đó chính là những thành phố ma. Các bạn thân mến, có lẽ hiếm đất nước nào trên thế giới lại nhiều thành phố ma như là ở Trung Quốc. Nghe tới thành phố ma thì đừng vội nghĩ đây là xây dựng cho ma ở hay là những nghĩa trang, mà đó hoàn toàn là những tòa nhà cao tầng cực kỳ xịn sò, tiêu tốn hàng tỷ đô la xây dựng cùng với vô số công sức của nhiều người trong đó. Theo thống kê, Trung Quốc có 65 triệu căn hộ bị bỏ trống. Ở những thành phố ma thì các dãy nhà cao tầng kéo dài bất tận, những khu nhà ở hay đường phố cũng không một bóng người hoặc số người ở vô cùng là thưa thớt. Điển hình chính là tòa Orange New Town, thành phố ma lớn nhất Trung Quốc, giữa sa mạc Nội Mông, một thành phố mới với những đại lộ lớn cùng với đầy đủ những kiến trúc hiện đại. Vào năm 2000, người ta dự kiến là xây dựng khu vực này cho 1 triệu dân ở, nhưng sau đó đã rút xuống còn khoảng 300.000 cư dân. Khu vực này đầy đủ các tòa nhà, văn phòng, trung tâm hành chính, tòa nhà chính phủ, bảo tàng, nhà hát, sân vận động và nhiều khu biệt thự khác. Tuy xịn là như vậy nhưng mà leo teo có vài chục ngàn người ở mà thôi, và chưa kể là còn rất nhiều những thành phố ma ở những khu vực khác. Chính vì vậy mà vào năm 2021, Trung Quốc đã cho phá hủy ngay 15 tòa nhà cao tầng thuộc dự án Yijang Star City giai đoạn thứ 2 ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Hàng chục nghìn người đã theo dõi vụ nổ. Các công trình có giá tới 1 tỷ nhân dân tệ, quy ra là cũng bằng 3.600 tỷ Việt Nam đồng, đã bị đánh sập trong 45 giây. Nhưng mà chưa hết bất ngờ đâu nha, điều tiếp theo cũng đáng sợ không kém đấy. Thứ hai, những bãi rác kỳ lạ nhất. Các bạn thân mến, đã nói đến bãi rác thì thường ai cũng đều nghĩ ngay tới những thứ đã hết giá trị và bị bỏ đi. Nhưng ngỡ ngàng thay khi mà Trung Quốc còn tồn tại những bãi rác khổng lồ chứa rất nhiều những thứ còn dùng tốt. Đơn giản là chả biết dùng để làm gì thì vứt đi thôi. Và điển hình chính là những bãi rác xe đạp với hàng triệu chiếc xe đạp xếp ngổn ngang như thế này. Được biết, trong giai đoạn bùng nổ ngành kinh doanh cho thuê xe đạp tự động, ước tính đã có 70 công ty khởi nghiệp lao vào ngành kinh doanh chia sẻ xe đạp. Trong đó có khoảng 16 đến 18 triệu chiếc xe đã được đưa vào sử dụng ở các thành phố lớn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành này nhanh chóng sụp đổ và để lại gánh nặng lớn cho chính quyền, nên chúng đã bị tống hết vào một chỗ. Nhiều chiếc xe thì vẫn còn mới và còn đi tốt, cũng được xếp hết vào cùng với những con xe cũ rỉ. Và chưa dừng lại ở đó, trong một trận lũ lụt ở Hà Nam Trung Quốc thì đã khiến cho hàng nghìn chiếc ô tô bị hỏng nặng. Số phận của chúng cũng được xếp vào một khu và người ta cũng chả biết xử lý ra làm sao nữa. Eo ơi, nhìn mà tiếc. Nếu như ở Việt Nam thì những cái phụ kiện cũ này sẽ được đem đi bán đồng nát sắt vụn cho mà xem. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng ghé thăm những địa điểm cực kỳ là đáng sợ ở Trung Quốc, yếu tim là tuyệt đối không được ghé tới. Thứ ba, những địa điểm đáng sợ nhất. Đầu tiên, hãy cùng ghé thăm ngay một ngôi làng nguy hiểm nhất trên thế giới. Đó chính là làng Quách Lượng, nằm trong rừng núi đá, tại ngã ba chỗ giao nhau giữa tỉnh Sơn Tây và Hà Nam. Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi lớn, thế núi dựng thẳng đứng, cao ngút ngàn tầm mắt, sâu trong núi Thái Hành Sơn, trên vách núi dựng đứng cao 200m. Với 720 bậc đá dựng đứng và không có lan can, chính quyền địa phương đã từ chối tài trợ tiền để xây dựng đường. Bởi vậy mà 13 người nông dân dũng cảm đã sử dụng các công cụ thô sơ, vật liệu nổ để tự đào ra con đường thông với thế giới bên ngoài. Quả thực, nhìn từ trên cao xuống, ai cũng phải nôn nao choáng váng trước độ cao khiếp đảm và nguy hiểm của con đường rẽ tới ngôi làng này. Khu vực tiếp theo đó chính là Hồ Muối La Bố Lạc. Hồ Muối La Bố Lạc là một nhóm các hồ muối nhỏ nằm ở giữa sa mạc Taramakan và sa mạc Turuktak ở phía đông Tân Cương. Năm 1980 thì nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc đó là Bành Gia Mộc đã mất tích trong một cuộc khảo sát. 16 năm sau thì nhà thám hiểm Dư Thuần Thuận cũng gặp tai nạn tại đây, nên khu vực này ngày càng đem lại cho con người cảm giác thần bí. Hồ La Bố Lạc không có cây cối, không sông suối, nhiệt độ thì lên tới 70 độ C, khiến cho không loài chim nào dám bay qua đây luôn. Kinh hoàng không kém thì chính là đảo rắn Tiểu Long Sơn. Mặc dù nơi này không phải là địa điểm duy nhất có nhiều rắn, nhưng mức độ nguy hiểm của nó khiến ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Đảo rắn này có tên là Tiểu Liên Sơn hay còn gọi là Sa Đảo. Trong các khu rừng, hang đá hay là thung lũng, ước tính có tới 20.000 con rắn lục có nọc độc cực cao sống trên hòn đảo rộng chưa đầy 1 km vuông này. Rắn có mặt ở khắp nơi và chúng sinh sản rất nhanh. Bởi thế mà rắn tại hòn đảo này ngày càng tăng nhanh về số lượng. Đáng sợ không kém thì chính là thành phố Mogucheng. Mogucheng có nghĩa là thành phố của quỷ, nơi mà du khách có thể nghe được những âm thanh đáng sợ như là tiếng hổ gầm, voi giống, phụ nữ la hét và tiếng trẻ con khóc.
và có lẽ chỉ có ở Trung Quốc mà thôi. Đây là một khu vực bị lãng quên nằm trong sa mạc thuộc thành phố Tân Cương. Địa điểm đáng sợ tiếp theo là cửa địa ngục trên núi Côn Lôn. Đây là khu vực của sự chết chóc, xung quanh bao phủ bởi xương trắng động vật. Những nấm mồ rải rác cùng với vũ khí của thợ săn đã đủ để làm nên một khu vực u ám đến rợn người luôn. Rồi thì có tam giác quỷ Pojang. Khi mà trong gần 30 năm kể từ đầu những năm 1960 đến cuối những năm 1980, đã có tới hơn 200 tàu bị chìm, hơn 1.600 người bị mất tích và chỉ có chưa đầy 30 người sống sót khi đi qua khu vực này. Con số đáng kinh ngạc này đã khiến cho hồ Pojang trở thành khu vực bí ẩn nhất đối với con người. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua hồ Mê Hồn ở ngõ Ốc Sơn. Đây được mệnh danh là tam giác quỷ Bermuda trên đất liền, khi mà có rất nhiều người đi nhưng không ai có thể tìm được đường trở về đấy. Và tiếp theo là những thứ vô cùng kỳ quái, đáng sợ mà chắc chỉ có Trung Quốc mới có mà thôi. Thứ tư, những hủ tục kỳ lạ nhất. Các bạn thân mến, Trung Quốc được xem là một quốc gia nổi tiếng với nhiều tập tục và những hủ tục xuất phát từ các chế độ phong kiến xa xưa, từ phong phú, sôi động cho đến huyền bí và cực kỳ là kinh dị. Trong đó thì không thể không nhắc tới những hủ tục đầy quái dị sau đây, và đặc biệt, một số hủ tục vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay đấy. Điển hình đó chính là tục minh hôn hay còn gọi là đám cưới ma. Đây là một tập tục cực kỳ kinh dị xuất hiện ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ 17 trước Công nguyên. Theo tục lệ của người Trung Hoa cổ xưa, những thanh niên trẻ chưa lấy vợ mà không may chết sớm thì gia đình phải cưới một cô vợ về cho con trai. Nhiều gia đình đã bỏ tiền để mua một cô vợ về cho con trai đã mất. Một số trường hợp thì cả đôi nam đôi nữ cùng chết mà chưa kịp cử hành lễ cưới thì người ta cũng sẽ làm một lễ cưới như thật, mời đủ họ hàng, cỗ bàn linh đình để đôi trẻ được bên nhau mãi mãi. Dù là tục lệ này đã bị cấm, nhưng ở nhiều những vùng xa xôi hẻo lánh, người ta vẫn còn lén lút cử hành hủ tục này đấy. Hủ tục tiếp theo đó chính là huyền táng. Đây cũng là một trong những tập tục ghê rợn bậc nhất Trung Quốc. Tập tục này nôm na là người ta sẽ treo quan tài của người đã khuất trên núi, và đây được xem là một trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất của đất nước này. Tiếp đó chính là cản thi ở Tương Tây. Đây cũng là một tập tục hết sức ghê rợn, không khác gì các cương thi trong các bộ phim. Như chính cái tên gọi của nó, cản thi có nghĩa là người sống sẽ đuổi thi thể đi một nơi khác. Cản có nghĩa là đuổi, mà thi có nghĩa là thi thể. Được biết, hoạt động cản thi được các pháp sư tiến hành bằng cách dùng pháp thuật dẫn dắt các thi thể tha hương, tức là những người thi thể bị chết ở xa có thể quay trở về quê hương để được chôn cất. Theo đó thì ông thầy sẽ gõ vào chiếc chuông đồng nhỏ cầm trên tay, vừa dẫn dắt các xác chết hướng về phía trước. Xác chết theo tiếng chuông mà cứ lẽo đẽo theo thầy về quê thôi. Nhưng mà quá đáng nhất thì phải kể đến một hủ tục đi ngược lại với luân thường đạo lý mà người xưa gọi là ngõ quán táng, là cái việc đem bố mẹ con sống sờ sờ đi chôn, không khác nào giết chết chính đấng sinh thành. Khi cha mẹ đủ 60 tuổi, con cái sẽ cõng họ đến một ngọn núi gần nhà, đào một cái hố tương tự như cái chum rồi đặt cha mẹ vào đó. Rồi con cái sẽ đến đưa cơm cho cha mẹ một lần mỗi ngày, và mỗi lần như vậy thì lại kèm theo một viên gạch. Ngày này qua ngày khác, những viên gạch được xây lên càng cao cho đến khi ngôi mộ bị bít lại để cha mẹ chết già chết ngạt trong đó. Cũng may là hủ tục này đã bị xóa sổ vì sự dã man của nó, chứ không thì đúng là không ai có thể chấp nhận nổi. Và sương sương nhiêu đó đủ để các bạn thấy rằng là Trung Quốc tồn tại rất nhiều những cái hủ tục ghê rợn thế nào rồi đúng không? Thế nhưng chưa là gì so với những cái thứ ma quỷ hại người đáng sợ tiếp theo đâu. Thứ năm, những tà thuật đáng sợ. Các bạn ạ, trong thế giới tà thuật chứa rất nhiều những điều huyền bí với đủ các thể loại bùa chú hay các loại bùa ngải khác nhau, khiến nhiều người khi nhắc đến những thứ này không khỏi hoảng hồn và có phần rùng mình. Và Trung Quốc chính là cái nơi sinh ra một số tà thuật đáng sợ. Khi mà người bị trúng phải mấy cái thứ tà thuật này thì quả thật sống không bằng chết. Và điển hình chính là bùa miêu quỷ. Theo các câu chuyện kể lại, các thầy phù thủy cổ đại sẽ nuôi một chú mèo cho đến khi nó già. Sau đó, con mèo này sẽ bị giết để hiến tế thân xác cho tà thuật này. Con mèo đó được yểm những thứ bùa chú lên người, giúp các linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ trong cơ thể của chúng. Từ đó mà các phù thủy có thể sử dụng những chú mèo này như một loại bùa ngải để hãm hại người khác. Nạn nhân bị quỷ mèo quấy phá thì sẽ dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, sợ hãi bất an, hủy hoại các cơ quan nội tạng rồi nhanh chóng chết sớm. Man dợ không kém thì chính là thuật nuôi cổ trùng, trùng độc. Những người luyện tà thuật này sẽ bắt hết các con côn trùng có chất kịch độc như là rắn, rết, nhện và các loại cổ độc khác. Chúng sẽ được bỏ chung vào một cái bình và ăn thịt lẫn nhau. Loài vật nào sống lâu nhất thì nó sẽ là con vật có chất độc kinh khủng nhất, giết người nhất và được gọi là cổ trùng. Khi đã luyện thành công cổ trùng, người sở hữu nó sẽ mang chúng đi giết người hay là cầu tiền tài danh vọng. Ngoài ra, để nuôi dưỡng cổ trùng thì phải cho nó ăn thật nhiều vật sống, thậm chí là phải giỏ cả máu của chủ nhân để tăng cường sức mạnh cho linh khí. Khi mà cổ trùng giết được càng nhiều người, nó sẽ ngày càng trở nên độc hại gấp trăm gấp vạn lần. Những người bị cổ trùng tấn công sẽ cảm thấy như cơ thể bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cắn xé.
họ sẽ bị giày vò cực kỳ thống khổ, đau đớn, để rồi điên loạn mà chết. Quá là ghê rợn và dã man luôn. Tiếp đó chính là một loại bùa cực kỳ nổi tiếng, đó là bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban gắn liền với vị đạo tổ của nghề ngành mộc bên Trung Quốc có tên là lỗ ban. Bùa lỗ ban xuất hiện nhằm mục đích tốt là bảo vệ người có vị trí thấp như là thợ xây. Họ sợ bị chủ nhà cắt tiền công, không trả tiền hay thậm chí là đánh chửi. Những người này thường phải dùng bùa này như là cách để xử lý cuối cùng khi mà người thợ và chủ nhà phát sinh mâu thuẫn, và thường là người thợ xây sẽ bị yếu thế hơn. Tuy ra đời với mục đích có vẻ là tốt, nhưng cái cách thực thi thì ác hơn cả quái vật. Khi mà nhà chủ đã bị yểm bùa thì sẽ lâm vào cảnh tán gia bại sản, gia đình ly tán, ốm đau bệnh tật, chịu bao muôn vàn thống khổ. Nói chung, đây đều là những cái bùa ngải chiêu mời tà linh quỷ quái nhằm hại người là chính, nhằm chuộc lợi riêng cho mình. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó hết. Các loại bùa ngải kia thường một khi là đã sử dụng thì phải theo mãi mãi muôn đời, không bao giờ có một ngày rút lui. Một khi mà đã dừng thì chính cái người chơi bùa sẽ bị con ma đó quật lại và cũng phải chịu những cái cảnh không khác gì nạn nhân mình đã hãm hại. Nên tốt nhất đừng có dại mà rước về. Và các bạn ạ, có lẽ hiếm đất nước nào trên thế giới người dân lại khổ như người dân Trung Quốc, bởi vì họ bị cấm đoán đủ thứ trên đời luôn. Muốn biết thực sự là tại sao ấy thì hãy theo dõi ngay phần tiếp theo nhé. Thứ 6, những luật cấm quái đản. Các bạn thân mến, ở Trung Quốc, cái gì mà không được kiểm duyệt, không trong tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không bao giờ được tung lên tùy tiện. Điển hình chính là việc cấm sử dụng các mạng xã hội phương Tây, YouTube, Facebook, Twitter, Google, chính là những mạng xã hội điển hình của nước ngoài mà Trung Quốc cấm cửa tuyệt đối. Thay vào đó, họ phải dùng mạng xã hội riêng của chính phủ nước này, đó chính là Youku, WeChat, Weibo, Baidu, v.v. Lý do cho sự khắt khe này cũng đơn giản là vì khi truy cập vào mạng xã hội trên, bạn chỉ có thể được nghe những cái điều tốt đẹp nhất về đất nước Trung Quốc, còn những cái thứ xấu xa thì sẽ không bao giờ được phép xuất hiện. Điều mà những mạng xã hội như YouTube, Facebook sẽ công minh và phơi bày tất cả. Tiếp đó chính là quyền tự do tôn giáo cũng là điều bị bóp nghẹt. Dù là quốc gia này dưới các triều đại vua chúa đều có đức tin rất lớn vào thần Phật và ủng hộ các hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền thì tất cả đều dập tắt. Chính quyền Trung Quốc mạnh tay trong việc đốt phá, hủy hoại chùa chiền, văn vật. Từ chỗ có hơn 2.600 ngôi chùa Phật giáo, Tây Tạng thì giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 70 ngôi chùa. Trong 70 năm cách mạng văn hóa, từ năm 1966 đến năm 1976, Phật giáo Tây Tạng thậm chí còn bị thương tổn nặng nề hơn nữa. Chùa chiền, tu viện bị đập phá đến hoang tàn, bị ném bom tiêu hủy. Các nhà sư và ni cô bị cưỡng chế phải hoàn tục, kết hôn, bị buộc phải đi ngược lại với giới luật và niềm tin của mình, thậm chí là bị tra tấn bỏ tù. Ngay cả đến hoạt động khí công nhằm mục đích chữa bệnh khỏe người cũng bị cấm nốt khi chính phủ Trung Quốc đã bắt giữ phi pháp, cho tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần những học viên Pháp Luân Công, cưỡng bức lao động trong các trại tập trung, thậm chí là giết người, thu hoạch nội tạng phi pháp các học viên tin theo môn tu luyện này. Rồi thì nhiều vụ người Việt Nam cũng bị bắt cóc sang nước này để xin nhẹ quả thận hay là quả tim. Một số cô gái trẻ thì còn bị bắt sang làm vợ mấy ông già Trung Quốc. Thật sự ai nấy mà nhắc tới Trung Quốc đúng là sợ mất mật luôn. Ngoài ra trước đó thì họ còn cấm cả việc sinh con thứ hai, dẫn tới việc người dân mà chót mang thai thì phải phá bỏ khúc ruột của mình, dẫn tới tình trạng phá thai tràn lan, hoặc là đẻ chui, không dám cả khai sinh cho bọn trẻ. Chưa dừng lại ở đó, bạn sẽ không thể thoải mái ra rạp mà xem phim Hollywood hay bom tấn gì đâu, vì nước này cũng cấm nốt, mà chỉ cho xem rất ít và phải được kiểm duyệt chặt chẽ lắm mới được phát sóng. Và cuối cùng là một điều mà chỉ có Trung Quốc mới dám làm và đang bị cả thế giới lên án gay gắt. Thứ 7, Trung Quốc, thiên đường hàng giả hàng nhái. Các bạn thân mến, nói đến cái chợ của thế giới thì khó mà bỏ qua đất nước này. Đồ thì rẻ lại đa dạng bắt mắt nên muốn mua gì là Trung Quốc có tất. Tuy nhiên nói đến chất lượng thì phải cảnh giác vô cùng. Bỏ qua những cái mặt hàng may mặc thời trang vì dù sao nó cũng không đến cái mức là gây độc hại chết người. Tuy nhiên thì hàng loạt các loại thực phẩm chức năng, đồ ăn hay là bỉm sữa đã được rất nhiều thương lái nhập khẩu từ Trung Quốc mà không biết rằng chất lượng thực sự của những mặt hàng này như thế nào. Điển hình đó là trường hợp 12.300 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng có nguồn gốc từ Trung Quốc đã bị bắt giữ khi đang trên đường tiêu thụ. Rồi thì theo kênh An ninh TV hay là VTV đã đưa tin, lợi dụng nhu cầu làm đẹp của khách hàng thích dùng hàng ngoại nhưng mà lại muốn mua được giá rẻ nên Trung Quốc cũng cho ra lò hàng ngàn các loại mỹ phẩm từ son phấn dưỡng da cho đến thực phẩm chức năng để uống. Tuy nhiên bôi chát mấy cái thứ hóa chất này vào thì hậu quả là mặt mũi tan tành, ung thư vào người, độc hại vô cùng chứ không phải ngon lành như là quảng cáo. Cục Cảnh sát và An toàn thực phẩm tuy đã bắt giữ được hàng chục hàng ngàn sản phẩm dởm gắn mác thương hiệu lớn được sản xuất ở Trung Quốc nhưng vẫn chưa thể quét sạch được những mặt hàng này. Và nhất là Tết đến thì sao? Một lô xích xô bánh kẹo, nước ngọt giả từ Trung Quốc ồ ạt đổ về, thơm ngon bắt mắt, đa dạng mẫu mã nên người tiêu thụ cứ hồn nhiên chóe nhiệt tình thôi. Mà chưa kể, gạo giả, trứng giả, rượu giả cũng len lỏi tuồn vào Việt Nam chúng ta. Đáng sợ nhất chính là những thông tin giả. Đây là điều đã đầu độc rất nhiều người dân trên thế giới.
Và điển hình đó là họ đã trắng trợn mạo nhận Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam nước ta là của họ, đưa thông tin này vào bộ môn lịch sử để giáo dục cho tất cả các học sinh, sinh viên. Thậm chí là có rất nhiều những người nổi tiếng si bít bị tẩy chay do đăng hình lưỡi bò lên mạng xã hội. Tuy nhiên theo một người bạn của mình kể lại thì các sao si bít họ không hề có sự lựa chọn nào hết. Nếu mà không đăng ấy thì nguy cơ bị chính quyền liệt vào hạng phong sát, thì bao nhiêu tiền tài sự nghiệp coi như sụp đổ, mà đăng thì fan Việt vào tẩy chay hàng loạt. Nên là dù sao thì chúng ta hãy cảnh giác những cái gì mà Trung Quốc nói đến các bạn nha. 7 địa điểm nguy hiểm, đáng sợ và rùng rợn bậc nhất ở Trung Quốc. Thứ nhất đó là thành phố ma tại Feng Du, Trung Quốc. Cho đến ngày nay, ma quỷ, địa ngục và thế giới bên kia vẫn luôn là những bí ẩn nằm ngoài tầm với của khoa học. Và nếu như bạn muốn xem là thế giới bên kia có gì đặc sắc thì hãy ghé thăm thành phố đáng sợ này nhé. Các bạn ạ, được hình thành từ cách đây khoảng gần 2.000 năm, nằm ở bờ phía bắc của sông Dương Tử, thành phố Feng Du được cho là địa điểm tốt nhất để tìm hiểu về văn hóa ma quỷ và thế giới bên kia của Trung Quốc ngày nay. Feng Du bắt đầu được biết tới là thành phố ma ở Trung Quốc kể từ triều đại Đông Hán. Câu chuyện khởi đầu từ việc hai vị quan chức của triều đình đó là Jin Changsheng và Wang Fengping quyết định tới núi Minh để ngộ đạo. Nhờ sự siêng năng và kiên trì, họ đã đạt được sự trường sinh và từ Jin Wang được ghép từ tên của hai người này cũng được ra đời, sau đó với ý nghĩa là vua của địa ngục. Cho tới triều đại nhà Đường, người ta cho xây dựng một ngôi đền trên núi Minh để miêu tả lại cuộc sống trong địa ngục. Nơi đây hiện lên những hình ảnh địa ngục với công cụ tra tấn của ma quỷ. Qua đó, phản ánh một niềm tin đó là người tốt thì sẽ nhận phúc báo và được đối xử tốt sau khi chết, trong khi thì những người xấu sẽ bị đày đọa xuống địa ngục và chịu nhiều hình phạt cực kỳ tàn nhẫn của ma quỷ. Theo quan niệm cổ của người Trung Quốc, một người chết sẽ phải trải qua 3 lần thử thách lớn trước khi được vào thế giới bên kia, đó là cầu vô tác, quỷ hành hình và điện vũ đế. Cả 3 địa điểm này đều được mô tả bằng các bức tượng khá sống động nhưng cũng không kém phần đáng sợ và đều toát lên vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí. Khiếp thôi, nghe đến tên đã không dám đi rồi. Vậy có bạn nào ở đây dám mạnh dạn ghé thăm địa điểm đáng sợ này hay không? Hãy comment OK đi luôn để xác nhận nha. Tiếp theo là một địa điểm cũng kinh dị lắm đấy. Thứ hai, Tử Cấm Thành. Có lẽ nếu bạn là fan của những bộ phim cung đấu thì hẳn không còn xa lạ gì với địa điểm mang tên Tử Cấm Thành nằm giữa trung tâm Bắc Kinh. Trong suốt 600 năm, Tử Cấm Thành là nơi ở của biết bao đời Hoàng đế Trung Hoa dưới thời nhà Minh và nhà Thanh. Không chỉ thế, những cung tần, mỹ nữ xinh đẹp bậc nhất cũng đã từng có thời gian cư ngụ trong những căn lầu son gác tía sâu trong tòa thành tử sắc này. Tuy nhiên, Tử Cấm Thành còn là nơi của hàng trăm hàng nghìn cung nữ, thái giám bị bắt vào trong cung và dành cả đời phục vụ cho tầng lớp quý tộc hoàng gia. Khỏi phải nói thì ai cũng biết, đằng sau cánh cổng ngọ môn ngăn cách Tử Cấm Thành với thế giới bên ngoài thì những cuộc chiến tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau diễn ra khốc liệt như thế nào. Hàng nghìn người đã bị giết trong thời gian sinh sống ở đây. Đấy là còn chưa kể đến số người thiệt mạng để xây dựng nên tòa thành này, khiến cho nó trở thành một trong những địa điểm đáng sợ và nổi tiếng nhất. Cứ vào buổi chiều tà, Tử Cấm Thành trở thành một nơi khác. Cho dù hôm đó thời tiết có ấm áp như thế nào, thì đến chiều, không khí sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ vì thế mà thời gian đóng cửa ở Tử Cấm Thành cũng chỉ kết thúc vào 4 giờ 10 buổi chiều là muộn nhất. Thỉnh thoảng thì người ta thấy những bóng ma mờ ám được cho là của binh lính gác, thái giám và cung nữ loáng thoáng đâu đó trong Tử Cấm Thành. Thậm chí còn nghe cả những tiếng cười của con gái và tiếng sáo khi màn đêm buông xuống. Vậy nên dù có mải chơi thế nào thì thôi, té sớm trước khi trời tối, kẻo lại được mấy em cung nữ hay là anh thái giám nào rủ chơi ú tìm thì lại hết hơi. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá một bí mật đằng sau bức tường thành dài nhất trên thế giới. Thứ ba, Vạn Lý Trường Thành, mộ chôn hàng triệu nô lệ thời xưa. Nếu như các bạn đã từng xem 8 siêu công trình nổi tiếng ở Trung Quốc mà mình đã từng phát sóng thì hẳn sẽ biết tới công trình đỉnh cao và nổi tiếng vang danh thế giới này. Tuy nhiên đằng sau đó là cả một câu chuyện đáng sợ và nghe xong chắc ai cũng phải lạnh sống lưng. Được biết, vào thời nhà Tần, phía Bắc Trung Quốc thường hay phải đối mặt với sự cướp bóc, tàn phá của các bộ tộc du mục như là Hung Nô, Mông Cổ hay là Nữ Chân v.v. Và để chấm dứt tình trạng này, vua Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh xây dựng một bức tường cao bao quanh vùng biên giới tiếp giáp với các bộ tộc này. Tất nhiên, để hoàn thành một công trình đồ sộ như vậy, nhất là ở nơi rừng thiêng nước độc, heo hút hiểm trở, thì số lượng công nhân không phải là nhỏ. Sử sách ghi chép, Tần Thủy Hoàng đã huy động tới hơn 2 triệu người để làm việc quần quật trong suốt 10 năm dòng mới xong. Và trong 10 năm đó, hơn 1 triệu người mà chủ yếu là nông dân và nô lệ đã phải bỏ mạng do lao động vất vả và khí hậu khắc nghiệt cùng với điều kiện kham khổ. Người ta kể rằng xác chết của những người nô lệ xây thành đó được chôn ngay dưới chân thành. What? Linh hồn của họ không được siêu thoát mà cứ mãi đi dọc Vạn Lý Trường Thành, ngày đêm tìm đường quay về chốn cũ.
Chả thế mà rất nhiều người sau khi đi thăm Vạn Lý Trường Thành đều kể rằng họ đã từng nhìn thấy những bóng ma nô lệ bị bắt đi xây thành, hay nghe những tiếng bước chân hành quân của binh lính dọc Vạn Lý Trường Thành, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy một ai. Hơn nữa, nơi đây còn thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn dẫn tới chết người, mà nguyên nhân thì vô cùng bí ẩn và khó hiểu đấy. Ý, kinh quá đi, thế này thì khác gì là nghĩa địa đâu các bạn. Và tiếp theo chúng ta cùng khám phá một thành phố của quỷ đấy nha. Thứ tư, thành phố Mogucheng. Nghe tới cái tên thành phố này thôi, đã thấy cả một bầu trời ma quái rồi. Các bạn ạ, Mogucheng có nghĩa là thành phố của quỷ. Thành phố này khoác lên mình vẻ đẹp bí ẩn và nguyên sơ, với gò đất cao thấp khác nhau cùng nhiều tòa lâu đài cổ xưa mang phong cách thời Trung Cổ. Tương truyền, các lâu đài được hình thành nhờ khí hậu khô và những cơn gió cát mạnh tạc nên hình thù của đá, biến một số trông như cung điện kiêu hãnh giữa sa mạc, một số lại đáng sợ như khuôn mặt quỷ khóc. Tuy nhiên, điều độc đáo hơn cả ở nơi đây chính là âm thanh huyền bí của thế giới tự nhiên tuyệt đẹp. Những du khách từng đến đây cho biết họ nghe thấy những âm thanh bí ẩn. Và những ngày nắng nhẹ, âm thanh giống như tiếng chuông leng keng, nhẹ nhàng và tha thiết. Nhưng mà khi gió thổi mạnh hoặc gặp bão, du khách sẽ cảm thấy lạnh người bởi những tiếng như là hổ gầm, voi giống, tiếng phụ nữ la hét và trẻ con gào khóc thảm thiết. Một thành phố xinh đẹp bỗng trở nên rùng rợn, đáng sợ đến tột cùng, khiến bất cứ ai cũng toát hết cả mồ hôi. Và tiếp theo, hãy cùng ghé thăm một ngôi làng bị bỏ hoang cực kỳ là đáng sợ luôn. Thứ 5, làng ma Phong Môn. Nằm ở ngoại thành thành phố Thấm Dương, tỉnh Hà Nam, làng Phong Môn nổi tiếng là một làng ma. Bao quanh ngôi làng là những ngọn núi và dòng sông. Có tất cả 39 căn nhà với 200 phòng trong làng được xây dựng theo kiểu kiến trúc Minh Thanh, nhưng không một ai sống ở đó. Không phải ngẫu nhiên mà làng Phong Môn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Vào năm 1963, một nhóm người đi lạc vào làng Phong Môn. Lúc đi ngủ thì nửa đêm nhìn thấy một mặt quỷ cạnh gối. Sau này, có nhiều du khách đến đây, xong họ gặp phải vô số những chuyện kỳ quái, ma quỷ mà không thể giải thích được. Một trong số những thứ đáng sợ nhất của ngôi làng này chính là chiếc ghế thái sư có từ thời nhà Thanh, tọa ngự trên đại viên lớn của làng. Tương truyền, bất cứ ai ngồi trên chiếc ghế đó thì đều sẽ gặp phải những chuyện không may mắn một cách hết sức bí ẩn. Và sau này, để xác minh tin đồn, có rất nhiều người đã thử qua và đều gặp phải những kết cục rất đáng sợ. Đúng là điếc mà không sợ súng mà. Người ta đã cảnh báo rồi thì tốt nhất là đừng có bao giờ động vào những thứ kỳ lạ đấy nha. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá một nơi cũng đáng sợ không kém đâu. Thứ 6, cổng địa ngục ở núi Côn Lôn. Các bạn thân mến, núi Côn Lôn ở Trung Quốc là một địa danh được gọi là cửa địa ngục, là nơi xảy ra những vụ tử vong và trọng thương chưa có lời giải thích. Theo truyền thuyết, núi Côn Lôn là nơi khởi nguồn của dân tộc Trung Hoa và thời kỳ Tiền Tần của Trung Quốc. Từng có một thần thoại về núi Côn Lôn, trong đó nổi tiếng nhất là cửa địa ngục. Tương truyền rằng, những người chăn cừu sống ở dãy núi Côn Lôn không dám mạo hiểm tiến vào vùng thung lũng sâu, cổ kính và yên tĩnh đáng sợ trong lòng dãy núi này. Đến nỗi, họ thậm chí thà để cho trâu, cừu chết nhăm răng trên sườn núi vì thiếu thức ăn, chứ không dám bén mảng tiến vào nơi này, mặc dù ở đây có rất nhiều cây cỏ tốt tươi để chăn thả gia súc. Trong thung lũng có đầy lông sói, xương gấu, súng thép của thợ săn cùng với những ngọn đồi hoang vu bao trùm cả một bầu không khí u ám, chết chóc khiến cho người ta kinh sợ. Các nhà khoa học cho biết từ tính trong thung lũng rất cao khiến nó thường xuyên hứng chịu sấm sét ngay cả khi không mưa. Ngoài ra, các nhà địa chất còn phát hiện ra con sông ngầm phía dưới đầm lầy. Nếu như ai đó bước chân đến đầm lầy này thì sẽ ngay lập tức bị ngã vào dòng sông bên dưới rồi thuận theo dòng nước mà rơi xuống vực thẳm. Và cuối cùng là một địa điểm bí mật mà cho đến nay các nhà khoa học chưa thể nào giải thích được. Thứ 7, Hồ Mê Hồn trên núi Ngoa Ốc của Tứ Xuyên. Trong huyện Hồng Nhã, thành phố Mỹ Sơn, cách thành đô 180 km, vừa nghe tới tên là đã khiến người ta khiếp sợ. Truyền thuyết kể rằng Trương Đạo Lăng, người sáng lập ra Thiên Sư Đạo, tức Ngũ Đấu Mễ Đạo, truyền pháp tại Ngoa Ốc Sơn, đã thiết lập một bát quái mê hồn trận tại khu vực này dùng để bắt nhốt những con yêu quái gây hại ở thế gian. Trong núi quanh năm đều có một màn sương mù đen bao phủ và thường xuyên xảy ra một số thảm kịch kỳ lạ. Rất nhiều người đi vào núi hái thuốc, săn bắn hoặc thiện nam tín nữ đều bị lạc và mất phương hướng, điện thoại mất sóng, đồng hồ lạc kim tại khu vực này. Sau đó họ vô duyên vô cớ và chết trong núi. Trong vòng nhiều năm qua, từng có nhiều người muốn thử vén màn bí mật ở nơi đây nhưng không ai thành công trong việc giải mã bí ẩn đó. Và thậm chí vào ngày 26 tháng 10 năm 2009, người ta còn thường xuyên thấy sự xuất hiện của thủy quái ở hồ chứa nước trên núi Ngoa Sơn. Và kỳ lạ hơn là vĩ độ của Hồ Mê Hồn lại nằm trong khoảng 29°32,29°34 vĩ độ Bắc. Vĩ độ này giống với tam giác quỷ Bermuda và các kim tự tháp huyền thoại của Ai Cập. Vì vậy mới có tên là tam giác quỷ Bermuda trên đất liền. Và hiện tượng này thì ngay cả các nhà khoa học cũng không thể nào đưa ra được lời giải thích hợp lý đấy.
10 luật cấm kỳ lạ và vô lý bậc nhất ở Trung Quốc mà bạn không tin là lại tồn tại. Đầu tiên là một điều cấm kỵ, nghe tưởng chừng như chẳng có gì nhưng ẩn sâu đó là một hàm ý rất thâm sâu đấy. Các bạn ạ, xưa nay thì màu đỏ luôn là màu tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc, sự may mắn và phát tài. Và theo văn hóa của Trung Quốc thì màu đỏ cũng có những ý nghĩa như vậy. Nhưng tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ được sử dụng màu đỏ để viết tên người, vì người Trung Quốc chỉ dùng màu đỏ để viết tên những người đã khuất trên bia mộ và cho rằng việc viết tên ai đó bằng màu đỏ trên giấy hay đánh máy vi tính đều là sự xúc phạm rất lớn đối với người đó. Và chắc hẳn ai là fan của bộ phim Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài thì sẽ không thể quên được cái cảnh mà nàng Trúc Anh Đài vì đau khổ khi mà bị ngăn cản tình yêu và nguyện hy sinh nên đã cắt ngón tay để dùng máu của mình viết lên tấm bia mộ của Lương Sơn Bá. Nhớ cái hồi đấy xem xong mà cảm động khóc sướt mướt luôn. Và chi tiết tưởng chừng như đơn giản đó nhưng lại khiến cho người Trung Quốc rất kiêng kỵ và không bao giờ sử dụng khi mà viết lên tên người đấy. Và tiếp theo là một luật cấm mà nghe cũng khá là buồn cười và kỳ quái. Thứ hai, không đội mũ màu xanh lá cây. Có bạn nào ở đây yêu thích màu xanh lá cây hay không? Hãy comment điểm danh ngay nếu như bạn là fan của màu sắc đầy tươi mát này nhé. Và các bạn thân mến, ở Trung Quốc thì du khách có thể nhìn thấy một chiếc áo màu xanh, một cái túi màu xanh hay một đôi giày màu xanh lá cây, nhưng không bao giờ nhìn thấy một ai đó đội chiếc mũ màu xanh. Và đây là một điều cấm kỵ mà không phải ai cũng biết đâu nha. Thói quen này bắt nguồn từ câu chuyện về một người phụ nữ gian dối chồng. Để tránh bị phát hiện thì cô ta đang nghĩ cách may cho chồng một chiếc mũ màu xanh. Mỗi khi người chồng đi làm về, cô ta có thể nhìn thấy chiếc mũ xanh từ phía xa để kịp giúp cho người tình trốn thoát. Và mỗi khi người Trung Quốc nói về một người đàn ông đội mũ xanh là ám chỉ rằng anh ta đã bị vợ cắm sừng. Và đối với du khách là người nước ngoài thì việc đội mũ màu xanh cũng không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò của người dân địa phương về phía mình. Nên là nếu có sang Trung Quốc thì lựa cái mũ màu khác mà đội, không người ta lại tưởng bạn là chúa tể của những cái sừng đấy. Và tiếp theo là một điều cấm mà bạn tuyệt đối không được phạm phải nhé. Thứ ba, không tiếp tiền. Ở đây có bạn nào từng đi làm nhà hàng mà được nhận tiền tip từ khách hay không? Hãy comment cảm nhận của bạn sau khi mà được khách bo tiền cho nhé. Còn đối với mình thì ngày xưa học đại học thì mình có lên Sapa để thực tập tại một nhà hàng ở trên đó và cũng từng được khách Tây bo tiền tip cho. Bởi vì theo quan niệm của người phương Tây, lương của nhân viên phục vụ nhà hàng rất thấp và họ phải sống dựa vào số tiền tip này nên việc tip tiền cho khách dù ít hay là nhiều là điều bắt buộc. Nhưng còn đối với người Trung Quốc thì lại hoàn toàn khác. Phần lớn địa điểm ở Trung Quốc đều không có văn hóa đưa tiền hay là nhận tiền tip và thực tế là điều này cũng không được pháp luật cho phép. Đối với đất nước đông dân này, nếu cho tiền tip được coi là điều bất thường, thậm chí còn bị xem là thô thiển. Hầu hết các nhà hàng, khách sạn nhà nước bị cấm nhận tiền tip từ khách du lịch, ngoại trừ những khách sạn và các dịch vụ tư nhân hay khách sạn kiểu phương Tây đắt tiền ở Bắc Kinh và Thượng Hải thì mới phổ biến hơn một chút thôi. Vì thế, khách du lịch không phải chi bất kỳ một khoản tiền tip nào ở trên đất nước Trung Quốc. Tiền tip cho lái xe taxi cũng còn bị cấm và tip cũng bị coi là bất lịch sự đấy. Đùa chứ, ai mà cho mình tiền thì mình cảm ơn rối rít và vui cả ngày luôn ấy chứ. Nhưng mà thôi, văn hóa của người ta vậy nên tốt nhất là bạn chỉ cần trả đúng số tiền mà mình sử dụng dịch vụ là ok rồi. Và tiếp theo là một điều cấm kỵ mà bạn không được làm khi mà đi ăn tại nhà hàng ở Trung Quốc đâu đấy. Thứ tư, không dưới nước tương lên cơm. Khi đến các nhà hàng ở Việt Nam, nếu có món nào chưa vừa miệng thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm gia vị sao cho hợp ý. Nhưng mà ở Trung Quốc thì đây lại là một hành động xúc phạm người nấu mà bạn không biết thì rất dễ mắc sai lầm đấy. Ví dụ như nhiều người thường có thói quen là dưới thêm xì dầu, tức là nước tương lên cơm. Việc này thì không thành vấn đề nếu như du khách ăn ở nhà hàng Việt Nam. Còn với những nhà hàng sang trọng của người Hoa, điều này lại thành thiếu tôn trọng với đầu bếp. Vì các đầu bếp đã nêm nếm món ăn một cách hoàn hảo. Do đó, việc cầm lọ nước tương mà dưới lên đĩa cơm của mình thì tức là một hành vi xúc phạm đối với người nấu. Thế nên, cơm có nhạt hay là chưa hợp khẩu vị thì cũng cố mà ăn. Đừng có cầm chai nước tương lên mà dùng, kẻo người ta lại nhìn mình như là một sinh vật từ sao hỏa đến đấy nhá. Và tiếp theo là một điều quá là đỉnh cao của sự vô lý khi mà tới quốc gia này. Thứ năm, ngày Tết, phụ nữ không được ra khỏi nhà. Cho mình hỏi là đầu năm mới thì các bạn thường đi chúc Tết nhà những ai đầu tiên? Chắc là sẽ đi thăm ông bà, họ hàng hay là các cô bác đúng không nào? Nhưng có vẻ như ngày Tết đối với những người phụ nữ ở Trung Quốc thì không được dễ thở như ở Việt Nam chúng ta vì họ còn chẳng được phép ra khỏi nhà, chứ nói gì là đi chúc Tết. Ngày đầu tiên của năm mới, việc phụ nữ đi ra khỏi nhà được coi là một điều cấm kỵ bởi hành động này sẽ mang đến đen đủi, xui xẻo cho bản thân cả năm của người đó. Con gái lấy chồng rồi cũng không được phép về thăm bố mẹ đẻ. Ôi dồi ôi, thế này mà lấy chồng Trung Quốc thì thôi, chả biết bao giờ mới được về thăm quê ấy chứ. Thực sự là một cái văn hóa quá vô lý luôn. Nếu các bạn cũng thấy giống suy nghĩ như của mình thì hãy comment quá vô lý xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Tiếp theo là một điều cấm kỵ khi mà các bạn mua quà tặng người khác.
Thứ 6, không chọn ô hay đồng hồ làm quà tặng. Một trong những điều cấm kỵ tại Trung Quốc mà bạn cần phải biết đó là không nên tặng đồng hồ. Bởi trong tiếng Quảng Đông, từ đồng hồ có cách phát âm rất giống với từ món quà kết thúc, có nghĩa là món quà dành cho những người đã chết. Và ngoài đồng hồ ra thì một món quà bạn cũng không nên tặng cho người Trung Quốc đó là những chiếc ô. Vì người Trung Quốc xem rằng việc tặng ô thể hiện cho sự chia xa. Đặc biệt là những cặp đôi không nên tặng ô cho nhau, nếu không sẽ rất dễ chia tay đấy. Đấy, những điều cấm kỵ tại Trung Quốc này tưởng như là đơn giản nhưng mà đây cũng là một điều rất cần phải lưu ý đấy. Và tiếp theo là một cái điều luật cũng vô lý chả kém luôn. Thứ 7, không được live streaming và cấm mạng xã hội. Các bạn thân mến, kể từ cái hồi Facebook có cái tính năng live stream thì ở Việt Nam mình người người phát trực tiếp, nhà nhà phát trực tiếp, nào là đám cưới diễn ra như thế nào, rồi thì đang đi ăn đi chơi ở đâu, rồi thì đánh ghen hay đòi nợ thuê người ta cũng lên như đúng rồi. Nói chung thích là live, chả có ai cấm. Nhưng điều này thì bạn đừng có mơ khi mà làm ở trên quốc gia này nhá. Ở Trung Quốc thì người ta không cho phép luật phát trực tiếp, tức là live streaming, bởi nó không thể được kiểm duyệt bởi các nội dung trực tuyến. Tuy nhiên, đây không phải là lý do chính mà họ đưa ra. Việc cấm là cần thiết để làm sạch Internet Trung Quốc. Lệnh cấm đã được ban hành vào tháng 6 năm 2017 và nhắm vào Sina Weibo, tương đương với Twitter của Trung Quốc. Nói chung ở Trung Quốc thì cái gì không được kiểm duyệt và không trong tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản thì không bao giờ được tung lên tùy tiện. Thậm chí, các mạng xã hội như là Facebook, YouTube, Twitter hay Google v.v. thì cũng không được phép lưu hành tại quốc gia này mà họ hoàn toàn sử dụng các trang mạng riêng của nước họ mà thôi. Tiếp theo là một điều luật cấm kỵ rất là vô lý và có phần độc ác của đất nước này. Thứ 3, không được sinh con thứ 3. Như chúng ta đã thấy, việc ra đời của một đứa trẻ là niềm vui hân hoan của cả đất nước và xã hội. Nhưng với người Trung Quốc, một quốc gia có số dân đông chiếm tới 1/8 dân số của toàn thế giới này, thì đây là một luật cấm hết sức đáng sợ nếu như gia đình nào muốn có đông con. Trước đây, họ cấm gia đình nào sinh con thứ 2, và nếu như có lỡ kế hoạch mang thai lần 2 thì buộc phải phá bỏ không thương tiếc. Tuy nhiên sau này, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc tụt dốc nghiêm trọng nên họ chỉ cấm những gia đình sinh con thứ 3. Và được biết, những gia đình có 3 con sẽ bị phạt số tiền khổng lồ, mất việc và đưa vào danh sách đen. Cứ mỗi 10 năm, Trung Quốc sẽ tổng điều tra dân số một lần. Theo tâm sự của một người phụ nữ 37 tuổi ở Bắc Kinh chia sẻ, cuộc điều tra này đã khám phá bí mật của gia đình cô. Tháng 3 năm 2019, trai sinh con gái thứ 3. Kể từ đó, vợ chồng cô cố gắng giấu kín con nhất có thể. Phòng trường hợp bị phạt, họ chưa bao giờ dám đăng ảnh con lên mạng xã hội. Bạn bè và đồng nghiệp đều không biết sự tồn tại của đứa bé. Nhiều nước người ta còn khuyến khích sinh con, đẻ thêm đứa con người ta còn thưởng cho vài trăm triệu. Rồi có nước người ta còn nuôi con cho đến tận 18 tuổi. Ở đây đẻ thêm không khác gì tội phạm truy nã. Nghĩ mà rõ khổ cho người dân ở đây thật. Tiếp theo là một luật cấm mà khiến cho các mọt phim sẽ rất thất vọng đấy. Thứ 9, cấm chiếu phim nước ngoài. Ở đây có bạn nào hay đi xem phim ở rạp hay không? Comment ngay bộ phim mà các bạn đã từng xem xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và chắc hẳn nếu là fan của những bộ phim nước ngoài thì thực sự là vô cùng háo hức nếu như được đón xem bộ phim mới ra. Nhưng ở Trung Quốc, điều này là hoàn toàn xa xỉ, bởi không chỉ cấm mạng xã hội nước ngoài mà đến ngay cả phim họ cũng bị cấm chiếu rạp luôn. Được biết, mỗi năm Trung Quốc chỉ cho phép 34 bộ phim nước ngoài được công chiếu tại các rạp và hạn chế những bộ phim bom tấn của Hollywood. Bộ phim được chấp nhận công chiếu nhưng vẫn phải chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của giới chức năng. Những cảnh phim bị cho là mang tính công kích hoặc phá hoại như nói về quyền con người, rồi thì quyền tín ngưỡng là đều phải cắt bỏ. Các nhà làm phim đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ nâng số lượng phim cho phép công chiếu trong thời gian tới. Và không chỉ có các nước phương Tây mà các nhà làm phim Trung Quốc cũng phải được sự kiểm duyệt rất chặt chẽ của giới chức năng, mặc dù cũng có phần là dễ thở hơn một chút. Chả bù cho ở Việt Nam, cứ phim nào hot, phim nào hay là ra rạp đều có hết. Và tiếp theo là một luật cấm mà bạn nhất định phải nhớ đấy nha. Thứ 10, không nên chạm vào người địa phương. Các bạn thân mến, tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, khi gặp nhau thì mọi người thường bắt tay. Thậm chí tại các nước phương Tây, họ còn ôm hôn nhau khi gặp nhau. Tuy nhiên, đối với người Trung Quốc thì việc này là không cần thiết. Khi du khách Trung Quốc và bạn gặp một người thì chỉ cần gật đầu chào nhẹ một cái là được rồi. Những hành động như bắt tay ôm, hôn là những việc không được tự nhiên và sẽ khiến họ không thoải mái. Tuyệt đối đừng cúi đầu quá sâu cũng như ôm hoặc hôn khi chào tạm biệt. Thôi thì mình thấy cái luật này cũng có thể chấp nhận được đấy, chứ đang tầm Covid Covid này thì ôm ấp cái gì. Nhưng mà đây cũng là một điều cấm kỵ rất quan trọng tại Trung Quốc nên là các bạn hãy nhớ nhé. 7 hủ tục đáng sợ và kỳ lạ nhất từng tồn tại ở Trung Quốc khiến cho cả thế giới sốc nặng. Thứ nhất, cản thi ở vùng tương Tây.
Một trong những phong tục ghê rợn nổi tiếng nhất của Trung Quốc không thể nào bỏ qua phong tục cản thi ở vùng Tương Tây, phía tây tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Tập tục hết sức ghê rợn khiến cho người ta liên tưởng đến cương thi, một loại ma vô cùng ghê rợn của đất nước này. Như chính cái tên của nó, cản thi có nghĩa là người sống sẽ đuổi thi thể đi một nơi khác. Cản có nghĩa là đuổi, còn thi thì có nghĩa là thi thể. Được biết, hoạt động cản thi sẽ được các pháp sư tiến hành bằng cách dùng pháp thuật dẫn dắt các thi thể tha hương, tức là những thi thể đã bị chết ở xa, có thể quay trở về quê hương để được chôn cất. Ông thầy vừa gõ vào chuông hoặc chiêng đồng nhỏ cầm trên tay, vừa dẫn dắt các xác chết hướng về phía trước. Khi có nhiều hơn một xác chết, họ sẽ được cột chặt với nhau bằng sợi dây rơm, cách nhau 2 mét. Nhưng dù có bao nhiêu thi thể thì cũng sẽ bị điều khiển bởi một thầy cản thi. Điều cấm kỵ trong quá trình thực hiện là không được để chó mèo tiếp xúc với xác chết và phải thực hiện vào ban đêm. Ui dồi ôi, đúng là chỉ có mấy ông thầy nào gan dạ mới làm được cái nghề này, chứ cho tiền tỷ mình cũng chịu. Và lý do sinh ra cái hủ tục này là vì từ thời cổ đại có một quan niệm là lá rụng về cội nguồn, vì vậy những người chết tha hương thì nhất định phải được đưa về quê nhà để chôn cất. Với một nơi có địa hình hiểm trở và khó đi lại như Tương Tây, việc vận chuyển xác chết bằng xe ngựa hay xe đẩy đều không khả thi. Hơn nữa, chi phí vận chuyển xác chết không hề rẻ và cũng không thể đảm bảo thi thể không thối rữa trong suốt quá trình vận chuyển. Chính những điều đó đã sinh ra nghề cản thi đặc biệt này. Và tiếp theo là một trong những tập tục đáng sợ không kém đâu. Thứ tư, hủ tục bó chân. Các bạn thân mến, trong tất cả các hủ tục ngày xưa, thứ làm cho người ta hận nhất có lẽ chính là bó chân hay còn gọi là gót sen ba tấc. Tục lệ lấy đi hàng xô nước mắt của người phụ nữ Trung Hoa, gây nên nỗi đau đớn tột cùng cho những đứa trẻ. Nó kéo dài từ thời nhà Minh cho tới mãi đến thời dân quốc mới được xem như chấm dứt. Trong suốt chiều dài lịch sử, bó chân được xem như là một mốt thời thượng, thậm chí dần dà đã biến thành quy định. Nếu một cô gái xuất thân từ gia đình đứng đắn mà không thực hiện bó chân thì cô ta sẽ bị xã hội khinh thường, thậm chí là không thể lấy chồng hoặc sau khi lấy sẽ bị nhà chồng khinh ghét. Để có được đôi chân gót sen thì những đứa trẻ chỉ mới 4 đến 9 tuổi đã phải bó chặt cứng đôi chân của mình cả đời. Để bắt đầu quá trình đau đớn này thì các chân của bé gái sẽ được ngâm trong nước thảo dược, máu động vật. Tiếp theo, bàn chân sẽ được xoa bóp nhẹ nhàng, bị bẻ quặp các ngón chân xuống, ép vào trong lòng bàn chân cho đến khi xương vòm bàn chân bị bẻ gãy mới tiến hành cuốn băng vải. Sau đó, đợi bàn chân cong như cây cung mới tiến hành tháo băng. Có thể thấy, tất cả các hủ tục kinh dị của người Trung Hoa đều nhắm đến đối tượng là phụ nữ. Theo đó, phản ánh rõ tư tưởng trọng nam khinh nữ của người Trung Quốc cho đến tận ngày nay. Thật may là hủ tục bó chân chính thức bị xóa bỏ vào năm 1912 sau khi cách mạng Tân Hợi nổ ra, chấm dứt chế độ phong kiến hiện tại của Trung Quốc. Tuy nhiên, hủ tục vẫn còn tồn tại ở một số ngôi làng vùng sâu vùng xa của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Thế này mà chân mình mà về đấy, chắc bị người ta khinh thường bằng nửa con mắt mất. Còn các bạn thì sao? Sai chân của các bạn là bao nhiêu? Comment xem ai là người có cỡ chân lớn nhất nhé! Tiếp theo là một hủ tục mà nghe thôi đã thấy rợn hết cả người rồi. Thứ 5. Nuôi cổ trùng. Các bạn ạ, từ thời xa xưa thì đã lưu truyền những câu chuyện về nuôi cổ trùng ở những vùng quê hẻo lánh Trung Quốc và những cái chết đầy bí ẩn. Vậy, nuôi cổ trùng là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Được biết, hủ tục nuôi cổ trùng của người Miêu ở Tương Tây cực kỳ nổi tiếng, thần thông quảng đại. Chỉ một con sâu nhỏ có thể làm người ta phát điên, thậm chí là toàn thân thối rữa. Cổ trùng được người ta nuôi là những loài có nọc độc tập hợp lại như là rắn, rết và các loài côn trùng siêu độc. Chúng sẽ được bỏ vào một cái chum hay một cái bình và để tự ăn thịt lẫn nhau. Loài vật nào sống sót lâu nhất thì nó sẽ là con có chất độc kinh khủng nhất, chết người nhất và được gọi là cổ trùng. Người nuôi cổ mượn linh khí từ cổ để cầu tài, may mắn, tiền bạc và danh vọng vân vân, hoặc trả thù người khác dẫn đến những cái chết vô cùng khủng khiếp. Ngoài ra, để nuôi dưỡng cổ trùng, chúng sẽ phải uống máu nạn nhân hay thậm chí chính chủ nhân phải dùng máu của mình để nuôi chúng. Khi cổ trùng giết được càng nhiều người thì nó sẽ càng trở nên độc hơn gấp trăm gấp vạn lần. Những người bị cổ trùng tấn công sẽ cảm thấy cơ thể như bị hàng trăm hàng vạn con côn trùng cắn xé cơ thể. Và theo như truyền thuyết của người Trung Quốc, cổ trùng có thể nhập hồn vào các loài gia súc hoặc gia cầm khiến cho chúng bị nhiễm độc và nạn nhân ăn phải cũng sẽ từ đó mà thăng thiên theo. Tuy nhiên, gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Nếu nuôi chúng mà không cẩn thận, chúng sẽ quay về và cắn chết cả nhà cái gia đình người nuôi chúng. Không làm mà muốn có ăn, rồi lại còn muốn hại người khác thì trước sau cũng bị trời quả báo thôi. Chứ ở đấy mà dây vào mấy cái loại tà thuật này, có ngày nghiệp nó quật mình chưa cơ chứ. Các bạn nghĩ sao về loại tà ma đáng sợ này? Comment ý kiến của các bạn cho mình biết nhé. Và tiếp theo là một hủ tục cũng khá là kỳ lạ. Thứ 6. Đội mũ làm từ tóc rụng của tổ tiên. Các bạn ạ, tập tục có phần hơi kỳ dị này được bắt nguồn từ dân tộc Miêu Sừng Dài của tỉnh Quý Châu, hiện còn đang lưu giữ và thực hiện tập tục kỳ lạ này đấy. Họ có tục lệ là mỗi khi chải đầu sẽ giữ lại các sợi tóc rụng, làm một chiếc mũ từ tóc của mẹ, của bà ngoại
cụ, thậm chí là tổ tiên của họ. Đó là cách để họ tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính tổ tiên. Phong tục này bắt nguồn từ việc đội sừng bò, vì ngày xưa bò là con vật linh thiêng đối với người Miêu. Sau đó, để trang trí và thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, người Miêu đã tạo ra chiếc mũ đặc biệt này. Những sợi tóc được nhuộm để giữ gìn và luôn sáng bóng. Người mẹ sẽ trao lại cho con gái chiếc mũ khi cô con gái lấy chồng. Khiếp thôi chứ, nghe lại cứ nhớ đến mấy cái phim kinh dị mà mua tóc giả về đội, xong đêm hôm bị ma nó đòi trả tóc cho tao. Nghĩ mà đã thấy giận người. Nhưng mà có lẽ đây cũng là một hủ tục bớt sợ hơn so với những hình thức mà mình vừa kể trên đúng không? Và tiếp theo là một tập tục mai táng người chết mà chả có ở đâu có. Thứ 7, tục treo quan tài trên vách đá. Các bạn ạ, người ta cho rằng vách núi hay hang động trên cao là nơi yên tĩnh, thích hợp để linh hồn yên nghỉ. Từ trên cao, người chết có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi, cách biệt với sự ồn ào của nhân gian. Một số địa phương còn gọi nơi huyền táng là tiên hàm, tiên thất hay là tiên đài. Những chiếc quan tài được treo trên những vách núi dựng đứng để người đã khuất có thể gần với thượng đế và tổ tiên của mình hơn. Dần ra, do thiên nhiên bào mòn, những chiếc quan tài có thể rơi xuống bất cứ lúc nào luôn đấy chứ. Và ngoài tục lệ treo quan tài trên các vách đá thì họ còn có hủ tục thụ táng, nghĩa là chỉ việc chôn cất tro cốt của người chết ở phía dưới một gốc cây đại thụ, hoặc đặt thi thể của người chết vào tận rừng sâu, hoặc là những cây đại thụ ở dã ngoại, mặc cho nó phong hóa, hay thậm chí là bỏ thi thể của người chết vào một cái lều đã được dựng sẵn từ trước. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình thấy để hòa mình vào thiên nhiên như cái cách này thì cứ ghê ghê thế nào ấy. Nhớ ai đi vào rừng mà gặp mấy cái xác này thì chắc khóc thét hoặc ngất ngay tại chỗ luôn đấy chứ. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá về 7 hủ tục ghê rợn và đáng sợ nhất từng tồn tại ở Trung Quốc. Bạn cảm thấy ấn tượng và sợ nhất hủ tục nào? Đừng quên comment ý kiến của các bạn xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.